Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên cho Viết Sơn Audio chỉ gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số cái kinh nghiệm mà khi quý vị và các bạn kiểm tra loa, cũng như kiểm tra các cái dòng đẩy công suất và kiểm tra các cái dòng lọc khi chúng ta mua hàng về. Và đây là một cái thực tế. Khi chúng ta kiểm tra loa thì chúng ta hay làm nó hỏng côn loa. Cái lý do là như sau. Đây là một đôi loa bốt của khách hàng mua của một cửa hàng khác. Và bây giờ mang đến nhờ tôi kiểm tra lại là xem nó có phải là loa xịn hay không. Mà mới về dùng được một lúc thì loa nó bị sát cốt. Và khi vị khách nhà mang đến cửa hàng của tôi thì tôi có xem qua cái loa này, tôi bảo cái loa này rất là ok, chưa có thay côn thay nhện gì. Thế thì về các bác kiểm tra như thế nào mà nó lại bị sát cốt? Vì tôi đoán là cái bệnh là mấy vị khách này làm nó bị sát cốt là nó nguyên do là do người mua kiểm tra làm nó sát cốt, chứ không phải là do người bán. Tức là khi các bác đi bật con loa này lên hoạt động ở công suất maximum và cái màng loa nó đang dao động ra vào, thì các bác tập trung 3-4 người vào ngồi xem loa và mỗi người lấy tay ấn vào cái này, tác động vào cái này nhiều lần, thì nó khiến cho là cái màng loa nó đang dao động ra vào, cái côn nó đang dao động ra vào trên một cái trục đường thẳng, nó bị vấp phải một cái lực tác động từ bên ngoài vào và nó vặn cái côn loa, nó bị lệch cái côn loa và nó sinh ra sát cốt. Cho nên quý vị và các bạn, khi kiểm tra hàng chúng ta không nên sờ vào màng loa và ấn vào màng loa và ấn vào rốn loa và ấn vào tiếp loa. Và đây thì đôi loa này thì các bác lại ấn hỏng một con tép. Tôi đang tháo ra để kiểm tra lại cho bác ấy. Ấn nó bị đứt dây côn. Cái con tép này thì trong cái lúc nó hoạt động nó hơi cựa một chút thôi, nó không có ra vào nhiều như cái loa bát. Nhưng các bác dùng tay các bác ấn một cái lực mạnh vào đây, nó đứt cả cái dây côn bên trong. Và đặc biệt là hai chiếc bát loa bầu này, nó đã bị sát cốt vì các bác tác động vào đây quá nhiều và tác động vào đây quá mạnh, nó bị lệch côn bên trong. Cái côn bên trong nó dao động trong một cái đường thẳng mà cái khe hở của nó chỉ có không phải mấy mili, nó bằng một cái lá phim của chúng ta đấy. Khi mà thợ người ta làm côn loa bị cháy xong, người ta chèn một cái lá phim vào đấy, côn loa nào to thì nó bằng một cái lá bài lơ khơ. Còn cái loại loa mà loa cao cấp thì cái khe hở của nó rất là bé, nó chỉ bằng cái lá phim thôi. Và đây là một đôi loa mà do các bác nó về kiểm tra rồi 3-4 người tập trung lại, mỗi người ấn một cái vào cái màng loa này và nó bị lệch côn, nó bị cong cái côn bên trong, cong cái vòng côn bên trong, và bây giờ nó bị sát cốt, nghe nó rất là rè. Cái này là lỗi do người kiểm tra chứ không phải là do người bán. Thì tôi có hỏi thì bác khách có nói thật là có 3-4 người ngồi xem rồi cứ mỗi người ấn một cái là nó bị, mới đầu khi mở lên là nó chưa bị, cái khi mà chưa tháo hay căng thì nó chưa bị. Nên tôi khuyên quý vị và các bạn là mua loa về thì chúng ta không đụng tay vào màng loa và đặc biệt là không ấn vào cái màng loa này để ra vào. Nó thành một cái thói quen, tất cả chúng ta đi mua loa là đều lấy tay sờ vào màng loa và ấn vào màng loa. Kể cả cái dòng loa full này cũng vậy. Và nó, chúng ta tác động vào màng loa nó bị lệch côn. Và cái thứ hai, khi chúng ta tháo ra lắp vào, nó không phải chuyên môn của chúng ta ấy. Khi chúng ta lắp vào là các con ốc này siết không đều, thì cái vành loa này nó xuống không đều, nó sẽ bị oval. Oval thì nó cũng bị lệch côn. Oval thì nó có thể kéo côn bên này lên, côn bên này hạ xuống, thì nó sẽ bị sát cốt bên trong. Có những đôi loa như dòng loa TB này, cái côn của nó rất là chính xác, cái khe hở của nó rất bé, nó vặn lệch ốc, vặn 1, 2, 3 con ốc bị lệch, lịch chip không đều là nó cũng bị sát cốt. Nên khi bên cửa hàng chúng tôi tháo ra kiểm tra xong thì chúng tôi phải kiểm tra cái chất âm của nó không bị sát cốt và chúng tôi xít các con ốc nó đều. Nhưng về quý vị và các bạn không quên tháo ra kiểm tra bên trong xong và xít ốc lại, nó lại bị sát cốt. Đó là cái lý do nó là như vậy. Nên chúng ta không nên tò mò tháo ra rồi xem rồi ấn vào màng loa, ấn vào rốn loa nó bị bẹp vào rốn loa. Đây là cái thói quen của chúng ta mua loa về là thường thường chúng ta hay sờ vào màng loa và ấn ra ấn vào. Thì cái màng loa này nó dao động chỉ trong vòng 5 mili ra vào. Nhưng khi chúng ta ấn một cái lực mạnh
nó dao động tầm 1 phân 1 phân rưỡi thì nó sẽ sinh ra cái chuyện là một là nó gãy gần loa, hai là nó rão gần loa, và đặc biệt là nó sẽ bị trùng nhện loa vì chúng ta ấn cái lực nó xuống rất sâu. Bình thường thì cái loa nó dao động nó không dao động sâu quá nhiều, những lực chúng ta ấn bằng tay nó không có một cái chừng mực gì. Là quý vị hết sức lưu ý. Và đặc biệt là khi chúng ta mua các dòng âm ly, mua âm ly rồi mua vang, mua đẩy về chúng ta tháo là chúng ta kiểm tra. Có rất nhiều trường hợp là chúng ta hay để quên ốc ở trong đấy nên khi lắp vào đóng điện là nó bị chập điện. Cái thứ hai là cái tay của chúng ta có mồ hôi, chúng ta có sờ vào các cái linh kiện. Sờ vào các linh kiện thì tay chúng ta có mồ hôi, nó có chất axit, xong nó bám vào các cái chân linh kiện, con tụ, con trở đến một thời gian sau là cái con đấy nó sẽ bị han chỉ mà nó bị hỏng. Nên tất cả các công nhân làm trong nhà máy của các cái thiết bị hàng điện tử nên người ta đều bắt đeo găng tay, người ta mới cho sờ vào linh kiện chứ người ta không cho sờ tay không. Và các cái loa mà nó có bông tiêu âm thế này, chẳng hạn như đây là dòng loa BK880, nó có cái bông tiêu âm thế này, thì quý vị hết sức lưu ý là cái khi nhà máy người ta sản xuất là người ta đặt nó đúng vị trí, và sau một thời gian do vận chuyển thì cái bông này có thể nằm lệch vị trí, nó bịt cái lỗ thông hơi này lại. Nó bịt cái lỗ thông hơi này lại thì khi loa đánh là tiếng bát nó ra không được mạnh và nó bị nén hơi ở trong thùng này, nó không thoát ra được. Một thời gian dài là cái nhện này có thể gây ra cháy côn vì là cái màng loa này nó không dao động được vì nó bị bí hơi. Nên quý vị về tháo các dòng loa có bông ra, chúng ta hết sức lưu ý là phải đặt bông không được để cho nó tịt cái lỗ thông hơi này vào. Chúng ta có thể nhìn từ phía trước, nhìn từ phía trước vào xem cái bông nó có chia cái lỗ thông hơi lại không. Nếu chia lỗ thông hơi thì chúng ta phải tháo ra đặt nó vào chỗ khác. Và bên cửa hàng của tôi thì rất là cẩn thận khi gửi đi cho quý vị và các bạn, tôi đã bắn lại cái bông này nằm đúng vị trí. Cái bông này đa số là cái keo lâu ngày nó bung ra nên dùng ghim bắn vào cho nằm đúng vị trí. Nó phải có khe hở thế này để nó hút gió vào và nó đẩy gió ra. Chúng ta không biết lắp là chúng ta cứ ấn bông vào rồi xong chúng ta lắp cái bát loa vào là cái bông này nó nằm tự do bên trong, nó bịt cái lỗ thông hơi này, nó không ra gió được, nó không ra tiếng bát, và đặc biệt là nó bí hơi quá là nó sẽ sinh ra cháy bát loa. Đây là dòng BK880 có giá hơn 3 triệu đồng, hát karaoke gia đình rất là hợp lý. Nó hợp cho những quý vị và các bạn dùng trong văn phòng, nó tầm 30 m2 thì chúng ta đánh 2 đôi hoặc 1 đôi, và hợp với chơi âm ly thì chúng ta hát bằng âm ly là đa số là nó bị rú rít nên chúng ta phải chơi loa nằm, tức là loa tiếp giấy như loa BK, BMB, loa bốt, và chúng ta dùng đẩy công suất thì chúng ta dùng loa full, chẳng hạn như hãng TB, JBL. Bên cửa hàng của tôi về được rất nhiều cái dòng loa TB thương hiệu của Mỹ này, bán bây giờ cũng còn ít là không còn nhiều. Loa này rất đẹp, bát tiếp, nhập khẩu từ Mỹ, mang thương hiệu USA. Cái loa này thì bên cửa hàng của tôi đang bán 9 triệu nhưng với cái chất âm của nó thì tất cả các dòng loa 13 triệu đổ lại không chất âm dòng nào hay bằng dòng này. Phân tần của nó đều ghi Made in USA và chiếc của nó cũng vậy, bát của nó cũng vậy. Cái dòng này thì tôi có làm clip chi tiết rồi, tôi quay qua. Nay tôi tháo đôi này ra tôi kiểm tra để ráp vào thì tôi quay qua. Vì bên cửa hàng của tôi là khu vực này là khu vực trưng bày. Đây hôm nay bán vãn thì bây giờ phải bê trong kho ra để đặt vào vị trí này. Nên cứ bán hết thì lại bê ra, chứ không xếp ở ngoài này được tất cả các mặt hàng. Mỗi mặt hàng xếp một mẫu ngoài này thôi, không xếp được hết ở đây. Bên cửa hàng của tôi được vừa về được mấy cái con lọc Hàn Quốc, giá nó cũng ưu ái. Còn cái lô lọc mà cái lô lọc hôm trước tôi về được mấy chục con ấy, cái dòng lọc mới của Hàn Quốc ấy, giá 1,4 triệu thì bên cửa hàng của tôi bán hết. Và rất nhiều khách hỏi nhưng mà duy nhất còn một con hàng quay về. Hàng quay về là không phải là lỗi, mà lỗi là do khách hàng, tức là cái anh này là anh dùng âm ly Lukman dòng cao cấp, nhưng mà anh lại mua cái lọc nó rẻ tiền có 1,4 triệu để về anh lọc nhạc cho con ly lúc âm ly lúc man. Thì anh bảo là cho cái con lọc này vào thì chất âm nó chỉ ngang bằng với con lúc man nên nó không hơn, nên anh không nhận hàng. Thì anh có bảo tôi thông cảm cho anh để anh gửi quay về cho tôi, thì tôi bảo ok. Thì qua đây thì tôi xin lưu ý với quý vị rằng khi chúng ta mua các cái dòng lọc thì chúng ta phải biết rằng là các cái dòng lọc thấp cấp ấy,
thì nó chỉ dùng cho các cái dòng khoảng 25% bệnh nhân ung thư dạ dày có tiền sử bị âm ly karaoke bà con ai đang bị hoặc là dạ các dạ cái dòng âm ly đời thấp thôi. Còn nếu mà chúng ta dùng cái loại âm ly đời cao như dòng Luckman rồi Pioneer, các cái dòng cao cấp ấy, thì chúng ta phải mua cái lọc đắt tiền, nó có rơi vào tầm 5-6-7 triệu thì nó mới có tác dụng, nó mới lọc được chất âm nó hơn các cái dòng âm ly cao cấp. Còn các cái dòng lọc của Hàn Quốc này thì chúng ta dùng cho các cái âm ly karaoke và các cái âm ly nghe nhạc nó thấp cấp thôi. Chẳng hạn như cái lọc mà nhiều loại thì bán 1.4 triệu thì không thể lọc nhạc hay hơn cái âm ly Luckman hoặc cái âm ly Pioneer đời cao được. Chính như vậy nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý khi chúng ta đi mua hàng, chúng ta phải biết là nên mua cái quân lọc nào để cho nó phù hợp với cái chiếc âm ly nào. Và cái lọc này thì bên cửa hàng của tôi đang bán có giá là 1.850.000 ba chiếc này. Lọc của hãng hai tai có đèn ở đầu cần cho nó lọc nhạc cho dòng âm ly karaoke khá là hay. Riêng cái chiếc trên cùng này thì nó có cái hai cái dàn nháy hai bên, còn hai chiếc dưới này không có dàn nháy. Giá đồng loạt là 1.850.000 bao chip toàn quốc cho quý vị và các bạn, chất âm rất là hay. Còn lô lọc kia thì hôm nọ về được mấy chục con thì tôi vừa thông báo xong là đã bán hết, còn riêng một con đang quay về, quý vị nào mua thì tôi chuyển tiếp con đấy là hết cái lô đấy. Còn phía bên này là các dòng lọc nó cao cấp hơn của Hàn Quốc, nó có giá từ 2.8 triệu đến 3.5 triệu. Còn cái lọc có tai này như lọc vòng vang nó có giá 2.5 triệu. Tất cả các mặt hàng còn rất đẹp. Và bên hàng của tôi tiếp tục về các cái dòng loa Bose 301 series 2, 301 series 3, màu đen và màu vân gỗ. Nó có giá dao động từ 7.2 triệu đến 15.5 triệu tùy từng model và tùy từng màu. Các cái dòng đẩy công suất của các hãng như của Ramsa của Nhật, BK Araking, các cái dòng loa BMB, bên cửa hàng của tôi vừa về được một số lượng loa BMB, BMB rồi là BIK, và các cái dòng suốt loa để trong kho khu vực bên này thì bên kia hết thì bê sang. Đây là BMB 2000C, hàng khá là đẹp, hàng bãi mà đẹp góc cạnh. Tất nhiên là nó không được đẹp như thùng xốp, nhưng mà hàng bãi mà như thế này là nó là quá đẹp rồi. Thùng vách góc cạnh ê căng, rất là đẹp so với quy chuẩn của hàng bãi. Còn hàng bãi thì so với hàng xốp thì không thể so được, kiểu gì nó chả có xước sát một vài vết nhẹ. Nhưng mà hàng như thế này là bên cửa hàng của tôi lựa chọn là có thể nói là quá là đẹp. Phía bên này là dòng súp điện RCF bát bam BK880, dòng BK660880 thì chất âm nó như nhau, về công suất như nhau, nó chỉ khác cái mặt trước là nó bố trí cái căng nó một loại 660 là cái căng nó bằng sắt toàn bộ, và loại 880 này thì có một bên nó bằng nó bọc một lớp vải như thế này. Hàng này còn khá là đẹp, giá nó hơn 3 triệu đồng, rất đáng chơi với những dòng âm ly của Hàn Quốc hoặc các cái dòng âm ly chúng ta hát karaoke trong gia đình thì nó không bị rú điếc, nó là dòng loa chip giấy. Chứ còn chúng ta dùng âm ly thì chúng ta không nên dùng loa chip kèn, mà dùng đẩy thì chúng ta dùng loa chip kèn, vì là loa chip kèn là nó rú điếc nên phải dùng vang để chống rú. Hãy lưu ý với quý vị và các bạn là khi chúng ta kiểm tra hàng là chúng ta không được ấn sờ nắn bóp vào màng loa, nó rất là nguy hiểm và nó sinh ra là nó bị sát cốt. Đôi loa này bây giờ nó bị sát cốt, do tác động mà nó bị sát cốt thì chắc chắn là cái côn của nó sẽ bị móp. Thì cái này muốn xử lý thì bây giờ phải tháo bung bét hết ra, cậy hết ra và làm lại, thì có thể chất âm này nó không thay đổi nhưng mà về cái hình thức, về cái mỹ quan này nhìn nó sẽ xấu hơn. Thì làm thủ công thì các cái lớp keo nó không thể như nhà máy bôi được và nó mất giá trị hoàn toàn của một đôi loa. Nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý là khi chúng ta kiểm tra hàng, chúng ta không nên tác động tay vào màng loa, rồi là ấn vào rốn loa, rồi vừa bật nhạc vừa ấn vào thế này. Thì chúng ta sờ vào thế này chúng ta cũng chả biết được cái gì, nhưng mà thành cái thói quen thì chúng ta cứ sờ vào đây, chúng ta ấn vào là nó hỏng thôi. Và chúng ta tháo những chiếc âm ly ra thì chúng ta không nên sờ vào các con linh kiện của nó, chúng ta cứ nhìn thôi chứ không phải sờ. Thì chúng ta lấy tay chúng ta lay các cái con tụ rồi chúng ta lay các cái con linh kiện của nó,
nếu như chúng ta lay tác động mà nó mạnh, nó sẽ bị bung chân con tụ. Con tụ của người ta khi người ta cắm bằng máy vào thì có con nó nằm ngã, con nằm nghiêng, không vấn đề gì. Nhưng chúng ta lại cố nắn cho nó nằm đứng lên, bắt đầu là nó lôi cái chân linh kiện, nó bứt cái mạch nó lên. Chứ còn cái linh kiện của nó, cái máy nó cứ cấy xuống hai cái chân ăn vào nhau, ăn xuống bên là được, chứ không cần thiết là nó phải đứng thẳng hoặc đứng nghiêng. Nên chúng ta nhìn trong cái bên linh kiện, cái linh kiện của nó con nằm ngã, con nằm nghiêng không vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, chúng ta lại cứ cầm, chúng ta bẻ cho nó đứng lên là nó bị lôi cái chân của cái mạch, cho nó bị đứt mạch. Đã qua đây tôi chia sẻ với quý vị và các bạn về một số cái cách chúng ta kiểm tra. Thì chúng ta kiểm tra bằng mắt thôi, chúng ta đừng dùng cái hành động tác động lực bạc bằng tay, rồi là để quên ốc vít ở trong các cái bên mạch, xong đấy là chúng ta đóng điện là nó sẽ sinh ra chập cháy. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Viết Sơn Audio làm tiếp theo. Và nhân đây thì tôi cũng bật một đoạn nhạc để tôi tiết cái lọc này và tiết cái chất âm của ba con lọc này. Nếu quý vị nào mua thì quay điện đặt hàng. Còn các cái dòng lọc bên này thì nó là thuộc cái dòng lọc đời cao rồi, thì cũng không cần phải tiết, nó có tiếng tăm trên thị trường rồi. Bây giờ tiết ba cái con lọc rẻ tiền này có giá 1850 bao ship toàn quốc, 1.850.000 bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Đây là tôi đang tiết cùng chất âm với chiếc âm ly bãi của Hàn Quốc PA506 nè. Bây giờ tăng âm lượng một chút. Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ bươm trắng. Đây là tôi giảm hết cái tần số của con lọc xuống và tôi giờ tăng lên cho quý vị và bạn xem cái tiếng chép của nó. Tách nhạc khá là tốt. Đây là giải bass của nó. Chất âm của nó khá là tốt so với tầm tiền. Nói chung là nó hay hơn các dòng lọc của Trung Quốc rất nhiều. Như dòng lọc DBX2231 hoặc 231 thì không có cái tuổi tác gì để mà so với những dòng lọc bãi của Hàn Quốc, cho dù nó là những dòng lọc rất là rẻ tiền. Lọc này thì nó rẻ tiền, nó lọc 2231 của Trung Quốc. Nhưng mà chất âm của nó rất là hay, nó là linh kiện chính hãng của Hàn Quốc. Cái lọc Hàn Quốc thì nó nhìn nó chỉ được cái nó to cái bề ngoài thôi, nó nhiều cần gạt, nhưng mà nó bên trong bên mạch của nó, linh kiện của nó rất kém chất lượng. Nên chúng ta không ham gì cái lọc nhiều cần gạt. Về tiêu chuẩn của hàng bãi thì như hàng Nhật, hàng Hàn Quốc thì nó có tầm 9 cần gạt, 3 cần. Nó đáp ứng cho một giải trung hoặc một giải bát, một giải chép, tức là chép 3 cần, trung 3 cần, bát 3 cần, và nếu có thêm một cần nó là cần liver, tức là cần volume ấy, lên xuống. Cái dòng này thì không có cần liver,
chẳng hạn như dòng này nó có cần reverb và cái dài tần của nó sâu xuống 25-40 Hz thì nó thêm cần, còn bình thường như lọc nhật là nó từ 63 Hz đổ lên. Cái cần mà 25 Hz này thì khi chúng ta chỉnh cho nó hầu như không nghe có tác dụng gì. Bên cửa hàng của tôi về khá nhiều các dòng lọc. Và âm ly 203 ban mã của Hàn Quốc, hàng đẹp, bây giờ 7,2 triệu một chiếc. Đối với dòng 506, 506 đẹp như thế này, hàng nguyên bản của nó vang rời, có giá 15,200,000 đồng. Cái loa BK, loa BKH karaoke khá là mềm mại. Nó cũng tương đương với dòng BMB. Nó đều là hàng chính hãng của Nhật, sản xuất tại Nhật. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp qua số Zalo hoặc số điện thoại 0978 527 827. Quý vị và các bạn vào cái số Zalo 0978 527 827 và cái trang cá nhân Zalo của tôi. Quý vị và các bạn có thể xem các cái hình ảnh hoặc là nhắn tin để tôi gửi hình ảnh các cái thiết bị hoặc các cái chẳng hạn như quần vang, quần lọc, quần loa mà quý vị và các bạn muốn mua. Còn trên kênh YouTube thì chúng ta chỉ bình luận thôi chứ chúng ta không gửi được ảnh thực tế. Và bên cửa hàng của tôi bán các cái dòng hàng bãi này thì trả bảo hành cho quý vị và các bạn 3 tháng và bảo hành hàng nguyên zin, hàng nguyên zin cho quý vị và các bạn, và bảo hành hàng chính hãng. Còn có một số loại mặt hàng mà không phải hàng chính hãng thì khi bên cửa hàng của tôi bán là báo luôn nó không phải hàng chính hãng. Còn đó là hàng chính hãng thì bảo hành trọn đời nó là hàng chính hãng, và bảo hành hàng mới thì 12 tháng, hàng bãi thì bảo hành cho quý vị 3 tháng. Quý vị và các bạn cứ yên tâm dùng thoải mái. Và trong cái lô lọc mấy chục con tôi bán cách đây 3 hôm thì tất cả những khách hàng mua thì về cái chất lượng như thế nào thì quý vị có thể cho một lời bình vào cái phần bình luận. Thì tôi bán mấy chục con nhưng mà chưa thấy có ai phản hồi gì, đều trả lời là ok. Duy nhất có một cái anh mua về anh ghép với con Lukman đời cao thì chất âm nó không hơn được, thì anh bảo tôi thông cảm anh giả lại. 1,4 triệu một con, hàng đập hộp chính hãng của Hàn Quốc, và đến bây giờ còn đúng một con đang quay về. Nếu quý vị nào mà mua thì điện để khi con nó quay về tôi sẽ gửi cho. Ở đây còn 3 con lọc rẻ tiền, còn tất cả đều hơn 2 triệu. Sơn Audio xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Và quý vị và các bạn nào có nhu cầu mua tại cửa hàng thì chiếm địa chỉ ở phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cửa hàng nằm ở mặt đường quốc lộ 3, cách bệnh viện C Thái Nguyên 500 m, cách nhà máy Samsung Phổ Yên 5 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài dọc đường quốc lộ 3 30 km về hướng bắc. Chúng ta đi đường quốc lộ 3 cũ hoặc quốc lộ 3 mới đều được. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.